Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta nói về cái từ vô thường. Ở trong cái chủ đề này là hiểu vô thường, làm thay đổi thường, đưa đến tỉnh thức của cuộc sống. Bởi vì trong cuộc sống này, chúng ta muốn hiểu điều gì á, hay là chúng ta muốn có thật điều gì á, nó đều ở từ trong cái nội tâm của chúng ta. Nó do cái hiểu và cái không hiểu. Nếu chúng ta hiểu sai thì cái thật nó trở thành cái giả, cái đúng nó trở thành cái sai, hay là cái sai nó trở thành cái đúng, là do chúng ta nhận định và hiểu nó không chính xác. Nhưng bây giờ đứng về cái phương diện ở bên ngoài, tức là cái đối thật của cái tầm nhìn của chúng ta đó, chúng ta thấy sự thật là nó như vậy. Tức là chúng ta đang thấy. Khi chúng ta thấy thì chúng ta biết nó là cái gì. Từ cái tên gọi của vật chất và tên gọi của con người. Trong cái tên gọi đó thì chúng ta biết cái mà chúng ta nghĩ là sự thật. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe nói cái tên của một người nào đó thì chúng ta luôn luôn tưởng đến cái người đó, trong lòng của chúng ta có cái hình ảnh của người đó. Bởi vì chúng ta đã từng thấy người đó rồi, hoặc là từng thấy cái người đó nó khác hơn với những cái hình tướng khác. Cho nên chúng ta biết điều đó. Nhưng mà trong khi cái biết của chúng ta là cái biết ở trong tâm, cái biết là cái ấn tượng trong lòng mình, chứ không phải là sự thật. Chúng ta nghĩ tới cái người đó bây giờ đang làm gì, đang ở đâu, chúng ta không biết được. Và kể cả cái người đó đang ở đó, nhưng mà cái tâm của người đó không biết gì đến cái chuyện của chúng ta nghĩ. Và chúng ta chỉ tưởng tượng một cái hình bóng thôi, một cái dáng dấp của cái con người đó thôi. Nó giống như một cái hình vẽ vậy đó. Rồi. Cho nên cái khởi đầu của cái sự giác ngộ là thấy được cái sự thật, thấy được cái tính chất mà chúng ta thấy sai. Chúng ta luôn luôn thấy sai đối với sự vật. Sự vật này nó không như chúng ta đang thấy. Dù một cái bông hoa nó đang nở, thật sự khi chúng ta thấy nở là nó đã biến tới cái tính chất thay đổi. Bởi vì chiều nay hay là sáng mai thì cái bông hoa đó nó sẽ héo đi. Hoặc là một cái búp hoa, hoặc là một cái cành lá. Thật sự nó đều không có thật như chúng ta thấy. Bởi vì cái thế giới này nó đang di động, nó đang chuyển động. Cho nên chúng ta không thấy cái sự thay đổi của nó, mà chúng ta đang thấy cái giống như chúng ta nói là bây giờ. Không bao giờ nó có cái bây giờ hết cả. Cái bây giờ là cái nó đang chạy mất rồi. Cho nên cũng giống như chúng ta thấy một cái sự chuyển động ở trong không gian. Một cái như là một cái hình thức đẹp như một cái móng. Thì khi chúng ta thấy đó, chúng ta lai quay, cúi xuống, ngước lên một vài lần thì cái móng đó nó thay đổi. Mà thật sự cái sự thay đổi đó không phải là nó có cái thời gian để thay đổi. Mà chính là cái sự thay đổi nó là cái thời gian, chứ không phải là thời gian thay đổi. Bởi vì nó luôn luôn ở trong cái tướng của sự thay đổi mà chúng ta thấy không kịp. Cho nên thế giới nó không có cái mà chúng ta gọi là như thật, thường, bất cứ là tâm hay là vật,
nó đều lại trong đó. À. Bởi vì cái từ thế gian vô thường á, là cái sự cái danh từ này Đức Phật đã nhắc nhiều lần, mà trong kinh điển cũng thường nói, trong những bài kinh mà học tập của mấy ông đạo thời còn nhỏ, là cái bài Bát Đại Nhân Giác có câu là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ám vô ngã. Đó. Thế gian là không có thật, nó là chúng ta thấy đó, là chúng ta thấy cái vô thường, chứ không phải là chúng ta thấy cái đó. Cho nên gọi là thế gian vô thường. Mà cái quả đất á, thì nó giòn bở, quốc độ nguy thúy. Bốn đại là cái thân này, là khổ, là không. Chúng ta không thấy khổ là bởi vì chúng ta không có tâm định, chứ tâm chúng ta không định. Ví dụ chúng ta ngồi hay đứng thì chúng ta thấy mình ngồi hay đứng, chúng ta thấy cái tướng bên ngoài thôi. Chứ chúng ta không thấy chúng ta đứng một hồi là cái chân nó mỏi, ngồi một hồi thì cái lưng nó đau. Hoặc là làm bất cứ cái việc gì thì cái đó nó cũng đưa đi đến cái đùn lại của một cảm giác mà chúng ta khó chịu. À. Cho nên một con người không bao giờ nó thoải mái được hết cả. Nó phải luôn luôn thay đổi. Nó thay đổi bắt đầu từ ở trong cái dòng máu, cái quả tim của chúng ta. Nó luôn luôn nó phải đập, chứ nó không có ngừng nghỉ được. Hơi thở chúng ta thì nó luôn luôn nó thay đổi. Hít vô, thở ra. Nghĩa là tất cả cái sự vận động đó, từng bộ phận trong cái cơ thể con người, và từ cái bên ngoài hay là bên trong, nó đều ở trong một cái tính chất chuyển động. Rồi thật sự là trong cái ý nghĩ chúng ta cũng vậy nữa. Trong cái mà chúng ta nói gọi là đang nghĩ, thì cái não trạng chúng ta nó đang dao động, nó đang vọng tưởng. Cái vọng tưởng là nó dao động cả cái tế bào và cả cái hình ảnh, nghĩa là ở trong tâm của chúng ta. Những cái ảo giác, những cái tưởng tượng chúng ta luôn luôn thay đổi. Nhưng mà con người mình không có quán sát, không có thiền định, không có tu tập, không có dòm ngó, không có yên lặng mà thấy, thì thật sự mình chỉ thấy như vậy thôi. Cũng như mình đứng trên bờ, mình nhìn con sông, mình thấy con sông nó như vậy thôi. Nhưng mà không ngờ là con sông đó nó không phải vậy. Nó là một dòng nước luôn luôn chuyển động thay đổi, chứ không có thật. Cũng như một ngọn lửa đang cháy, chúng ta thấy ngọn lửa nó cháy đỏ rực và nó có vẻ kêu bằng mạnh mẽ, hùng tráng, đẹp đẽ. Nhưng mà cái ngọn lửa đó, từng cái tia nhiệt và nó thay đổi, nó biến đổi một cách nhanh chóng. Nó chỉ tạo ra một sức nóng và một cái sức sáng cho cái không gian ở chỗ đó thôi. À. Cho nên thế giới này nó không có cái thường như chúng ta tưởng được. Rồi nói cho đến cái cuộc sống chúng ta như vậy đó. Cuộc đời này chúng ta như vậy đó. Cái xã hội mà chúng ta đang thấy đó, ngày mai nó sẽ thay đổi. Có khi chúng ta vừa nói là cái đường phố nó như vậy, hay là cái vùng miền nó như vậy. Nhưng mà trong lòng nó thay đổi. Nó thay đổi từ cái con người, rồi nó thay đổi cái cách đồ đạc, dọn dẹp hay là cái gì nó. Đại thái là từ A tới Z nó đều thay đổi. Rồi nó thay đổi cục bộ, rồi cái người đó người ta có thể nó dời nhà, hoặc là một người khác nghĩa là mua cái nhà đó đi. Hoặc là người ta ở đó có thời hạn, có thời gian. Hoặc là nó có cái gì đó về vấn đề đời sống hay là chính trị hay cái gì đó, nó đều thay đổi. Nếu mà chúng ta nhận diện ra cái sự thay đổi đó, thì cái tâm của chúng ta nó được yên tĩnh hơn. Bởi vì nó thấy được, nó biết cái sự thật. Cho nên nó dừng được cái hy vọng. Nó không có hy vọng
nó không có ảo tưởng, nó không có hy vọng thì nó sẽ không có thất vọng. Mà khi không hy vọng và không thất vọng thì làm cho cái tâm của chúng ta nó tỉnh tại, tỉnh táo, nó an ổn hơn. Và từ cái sự an ổn đó, cái tầm nhìn của chúng ta nó chính xác hơn, cái biết về chính mình nó chuẩn hơn, nó sâu xa hơn. Cho nên trước hết là chúng ta phải hiểu về cái vô thường. Nghĩa là chúng ta thấy nó cái vô thường mà nó làm thay đổi cái thường. Cái thường là chúng ta tưởng nó thường. Hoặc là khi mà cái sự vật ở trong tận cùng của nó có một cái thường gì đó. Hoặc là chúng ta thấy như chính nó mà trong khi tâm của chúng ta không có di động, không có suy nghĩ, không đổi khác. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy như là cái thấy. Thì cái thấy mà chúng ta thấy đó là chúng ta thấy về cái thấy. Thì cái đó chúng ta mới vượt qua những cái vô thường. Bởi vì dù trước mắt chúng ta nó có dao động, nó có biến đổi như thế nào, thì chúng ta ở trong cái thấy đó. Cho nên gọi là thấy về cái thấy, tức là thấy cái thực tướng của sự vật. Dù là thế giới đằng trước nó có vô thường, nó có biến đổi, nhưng mà coi như là cái tâm của chúng ta nó không có dao động, nó không có ồn ào, nó không có hoảng loạn, nó không có sợ hãi. Thì cái nhìn thấy của chúng ta nó tỉnh táo, nó như lúc ban đầu thôi. Chứ không phải là chúng ta thấy khác. Cho nên một người mà cái tâm nó tĩnh lặng, một cái tâm nó thiền định, một cái tâm nó an trú, ví dụ nó đứng ở trên cái bờ sông hay là trên cái bờ biển, nó thấy vô số những lượng sóng, nghĩa là nâng lên rồi hạ xuống, hoặc là vô số cái sự chuyển động đó, nó chỉ thấy như là một vẻ đẹp, như là một cái gì đó thôi. Nghĩa là trong cái thấy, nó thấy vậy mà nó không nói vậy cả. Nó không có, bởi vì nó cũng không có sợ hãi, và có khi nó thưởng thức cái đó như chính là cái đó. Nhưng mà bởi vì cái sự thay đổi nó làm cho cái tâm trí của chúng ta, trong cái tầm nhìn chúng ta không có bị thấy khác. Chúng ta thấy như vậy, và cái tướng của sự thấy, cái khách thể nó như vậy. Đó. Cho nên nó như vậy, nhưng mà cái sự thay đổi nó, trong cái thay đổi, nhưng mà cái tâm của chúng ta là không thấy, không nói lên cái sự thay đổi, nó chỉ là cái thấy thôi. Thì cái tướng của cái thấy đó, cái tướng mà cái có như cái khách thể của cái con mắt thấy đó, thì cái đó bỗng nhiên nó là trở thành một vẻ đẹp. Cho nên hồi nhỏ tôi ở ngoài miền Trung, có những cái cơn lụt bão, những cái lụt cái nước nó dâng lên, hoặc là nước của nguồn nó chảy xuống, con sông nó hẹp, cho nên nó chảy nó không nhanh được. Cái lượng nước nó phải dâng lên, khi nó dâng lên quá bờ thì nó tràn vào hai bên, có khi nó tới nó lắng vào ở trong đất liền, ở trong cái chỗ của nhà cửa thôn xóm. Và lúc mà nhỏ mình không sợ, không thấy, mà mình thấy nước dâng thay đổi, tự nhiên mình thấy thích lắm. Mình ra mình đứng mình coi nước lên, coi lụt, và trong đó mình thấy những cái khúc cây, khúc củi rồi nó trôi ngoài kia, nó trôi nhanh lắm. Và những cái lục bình, những cái gì đó nó trôi, mà thấy cái dòng sông lúc bình thường thì mình thấy nó bình thường, bây giờ mình thấy nó lớn, từ bên này mình nhìn qua bên kia mút mắt luôn. Cái con sông nó bằng 3, bằng 4 lần trong cái mắt nhìn của mình. Đó. Cho nên mình thấy, vì trẻ nít cho nên mình reo hò, mình thấy vui lắm, mình thấy thích lắm. Người lớn thì người ta sợ, người ta nói đây là nước dâng, là lụt, là nước nó sẽ tràn bờ, hoặc là nếu trong đêm tối thì có thể là nó sẽ vào trong thôn xóm, nó trôi nhà. Này kia, có những con sông mà sống nó ở gần nhà cửa rồi đó, thì người ta rất là sợ.
Có khi người ta lo sợ, người ta thấy nước nó không ngừng kêu bằng ở một chỗ mà nó cứ dâng lần mỗi giờ, mỗi thì người ta phải dời đi, đi. Buổi chiều đó người ta dời nhà xe vô bên trong. Bởi vì người ta nói là luộc nó đến. Còn bão thì nó dữ dội lắm. Gió nó ầm. Người ta phải đóng cửa hết lại rồi người ta chặn trong, chặn ngoài. Nhưng mà những cái nhà mà nó không cứng, không chắc chắn thì nó cũng sập, nó cũng đổ. Chỉ có những nhà mà cái móng nó chôn sâu chắc chắn và cái cách làm nó vừa xây mà nó vừa có những cái cột bằng cây chôn xuống đất thì nó ít có đổ hơn. Còn những nhà khác đó nó không có cái gốc trong đất, nó không có cái sâu đất thì nó lai nó đổ hết. Ở miền Trung nó thường có những cơn bão, cứ một đôi năm thì nó có bão, có khi mỗi năm có bão. Hồi nhỏ tôi thường thích đi coi, ít thì mình đứng trong nhà, còn bây gió nó mới đến hay sao chúng ta lén chạy ra ngoài mà coi. Nhưng mà hồi nó quá thì lật đật phải chạy về, chạy vô. Đó. Cho nên cái mà chúng ta thấy cái sự vô thường đó là do cái tâm của chúng ta. Thật sự chúng ta không có thấy nó, cái sự vật nó bình thường. Cho nên bây giờ chúng ta thấy sự vật nó thay đổi. Gió nó ào ạt, nước dâng, hay là kể cả cái những cuộc sống bình thường bây giờ nó có một cái gì xấu trộn hết. Thì chúng ta thấy. Chúng ta thấy đó thì trước hết là chúng ta không có cái đức tin rằng nó là như vậy. Nó sẽ thay đổi theo mỗi mùa, mỗi thời tiết. Đó là nói cái hiện tượng mà nó bình thường. Còn nói về cái giáo lý sâu sắc á, thì chúng ta thấy được cái sự vật. Kể cả con người của mình đây. Ngày nay khác mà ngày mai khác. Ngày nay nó không phải như ngày mai. Và nếu một người mà quán kỹ thì thấy cái tâm mình cũng thay đổi. Khi thì mình vui, lúc là mình buồn, khi thì mình thoải mái, chấp nhận, khi thì mình bất mãn. Rồi đó là nói những cái tướng trạng của tâm nó rõ ràng hơn. Còn ở trong lòng của mình thì cái vui buồn thương ghét nó luôn luôn nó có. Nó luôn luôn nó đang tiếp diễn từ cái lăng tăng cho đến những cái ý nghĩ mạnh mẽ trong tâm của chúng ta. Cho nên cái nét mặt của chúng ta nhìn thấy nó không bình thường. Có khi chúng ta thấy cái nét mặt đó nó thoáng buồn, hoặc là nó có cái vui, hoặc nó có cái sự hào hứng, hoặc nó có một cái sự căng thẳng đó. Trong tâm mà nó hiện ra cái thân như vậy đó. Nhưng mà chúng ta khi có cảm giác thì nó đến, trong cảm giác nó đi rồi thì chúng ta chỉ nhớ lại thôi. Trong lúc đó thì nó là chính thức ở trong cái tâm của mình. Nhưng mà mình cái thấy của mình nó không có định tâm, không có thấy. Cũng như khi mà một đứa bé nó khóc là nó khóc. Nhiều khi nó hết khóc thì nó vui, rồi nó cười. Nó ít có nhớ lại. Nó không có nhớ lại cái trạng thái đó. Cũng như con người của chúng ta không luôn luôn không nhớ lại cái tâm chúng ta. Trong một ngày nó có bao nhiêu cái trạng thái. Thành cái đời sống như vậy làm sao mà chúng ta thật sự chúng ta hạnh phúc đâu. Cho nên tâm vô thường thì cái pháp nó vô ngã. Vô ngã là nó không có chủ thể nào hết cả. Nó không có sự thật nào hết cả. Mà nếu chúng ta tin vào nó thì thực sự chúng ta sẽ thất vọng mà thôi. Nhân này hồi xưa tôi hay đọc ở trong sách vở rồi. Trong nhất là trong những cái sách... Ngài có sách thế gian mà.
thì tự nhiên cái lòng của mình, tự nhiên mình có một cái gì đó, mình thoáng buồn, mình băn khoăn trong cuộc sống. Như là trong tiểu thuyết thì nó có câu vang như là rồi người sẽ ra đi như đã đến, dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù. Tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe trong hồn cây cỏ mọc quang vô. Đó. Mình thấy người ta đến rồi người ta sẽ đi. Thì cái tâm con người cũng vậy, nó đến rồi đi, sanh rồi diệt. Cho nên con người thật sự mình không biết nương tựa vào đâu, nó bơ vơ. Đó là cái nguồn cội của nó. Còn cái hành động của nó, con người nó cũng vô thường. Khi nó tin tưởng một điều gì thì nó muốn làm việc đó, nhưng mà chốc lát khi cái tin tưởng nó hết rồi thì cái hành động của nó cũng bơ phờ. Rồi cái uy tín, rồi tất cả mọi cái nó đều vậy. Cho nên không có một cái gì là chắc chắn hay. Thành nếu mà chúng ta biết được cái pháp mà vô thường đó thì chúng ta thấy, chúng ta mất cái niềm tin, mất niềm tin ban đầu, nhưng mà sau đó chúng sẽ thấy nó chính là nó. Và rồi từ cái đó chúng ta sẽ quán ngược vào cái tâm, thì chúng ta thấy nó có một cái gì đó. Nó nếu không có cái tâm thật của chúng ta thì chúng ta không thấy được cái khổ, cái vô thường đó. Cho nên chính cái tâm thật của chúng ta đó, một cái thấy biết đó, khi mà nó chưa phân biệt thì chính cái tâm đó nó thấy. Bởi vì cái tâm thấy của chúng ta đó nó không phải là vô thường. Bởi vì cái vô thường là cái chúng ta thấy, rồi sau đó chúng ta là thấy nó thường. Cũng như con người, khi mà chúng ta thấy người ta tốt, rồi khi người ta không tốt thì chúng ta thấy xấu. Xấu hay tốt là cái hành động của đối phương, của con người đó. Còn cái thấy chúng ta đó, chúng ta phân biệt được. Cho nên bây giờ bắt đầu chúng ta coi, theo dõi cái tâm của mình. Nhưng mà cái thấy của chúng ta đó thật sự là chúng ta không thấy về cái thấy, nó không có cái bình thường ở trong cái thấy, mà cái thấy nó cũng vô thường nữa. Cái thấy nó theo một cái nghiệp gì đó để mà xác định được cái hiện tượng ở bên ngoài. Và chúng ta ở trong cái thấy, chúng ta có những cái sự cố chấp, chúng ta chấp nó phải như vậy chứ nó không phải như vậy. Nó như cái bây giờ, chưa lót nữa thì nó sẽ khác. Cho nên có hai cách thấy. Một cách thấy thì chúng ta thấy cái hiện tượng giới, chúng ta thấy cái vật chất, hay là thấy cái sự dao động của cái đối tính của sự thấy. Còn một cái thấy thì chúng ta thấy cái đó, nhưng mà lòng chúng ta không dao động, không có kinh động, không có sợ hãi, không có nghĩa là không có phân tích gì cả. Thì cũng một cách thấy, nhưng mà chúng ta là thấy thường. Cái thấy này nó có khi chúng ta, con người nó không suy nghĩ nhiều, nó không tính toán nhiều, không phân biệt cái gì, chúng ta thấy vậy đó. Chứ nó gọi là chúng ta không có động tâm. Cho nên không động tâm, một mặt là cái tâm của chúng ta nó ù lì, nó cứng nhắc. Còn thứ hai là cái tâm chúng ta nó dửng dưng, nó không có cảm thông. Cho nên nó thấy đó mà nó không có. Cũng như chúng ta thấy con người khổ hay là mọi gặp tai nạn gì đó, chúng ta vẫn dửng dưng, chúng ta thấy vậy thôi. Có khi chúng ta chỉ nháy mắt vài cái, hay là chúng ta thấy nó là tội nghiệp vậy thôi. Chứ cái lòng chúng ta nó không có rung động, và chúng ta không có chịu cái chia sẻ trong cái đó. Còn khi nó đồng cảm gì đó thì chúng ta thấy, mà cái tâm của chúng ta nó có cái sự khổ. Hoặc là một người mà hàng xóm hay là quen thuộc chúng ta mà bất đồng ý kiến, chúng ta nghĩa là không có thiện cảm, thì người đó gặp một cái tai họa cái gì đó thì chúng ta không có
không có sợ, không có thương yêu. Nghĩa là chúng ta không có cần chia sẻ gì cả, chúng ta dấn dưng hoặc là chúng ta bằng lòng nữa, bởi vì người đó là cái người mà chúng ta không ưa, người đó là người kẻ thù. Cho nên nếu kẻ thù mà có cái tai họa chi thì chúng ta lại trở thành một cái sự vui, một sự hoan hỷ. Mà cái người thương, người mà nó cùng chúng ta, mà nếu có một cái khổ chi thì chúng ta cũng đầm ở trong một cái sự phiền não buồn, lo lắng và đó. Cho nên do như vậy cái tâm chúng ta đó, nó tùy theo cái những cái cũng như cái thiện cảm hay ác cảm, nó theo cái nhận xét, và cái nhận xét đó nó là theo cái tâm lý buồn vui thương ghét, hoặc là thiện cảm hay ác cảm, hoặc là chấp cái đó hay là không cần chấp cái đó. Từ cái kiến thức của chúng ta ở trong sâu xa thì nó sanh ra cái trạng thái tâm của chúng ta. Nó sanh ra trạng thái tâm của chúng ta thì từ trong đó nó ra cái hiểu biết để nhìn và cái sự vật nó gọi là thấy. Cho nên chúng ta thấy thế giới này thường hay thế giới này vô thường, thấy con người đó khổ hay là người đó vui, hay là thấy cái này thế kia. Thì cái thấy đó là do cái tâm trạng khác nhau của chúng ta, chứ không nhất thiết là chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên thế giới này nó bất thường, nhưng mà chúng ta tin tưởng nó thường, thì chúng ta không có biết được cái pháp vô thường, chúng ta không có tu được. Thế giới này nó khổ mà chúng ta không thấy khổ, bởi vì chúng ta không có hoàn cảnh khổ, cho nên chúng ta lại bằng an, bằng lòng vui, thì chúng ta cũng không thấy thực thế giới. Cho nên hồi xưa Thái tử Tất Đạt Đa chỉ một lần ra thành thôi, mà thấy một người già, một người bệnh hay là một người chết, thì tự nhiên ông tỉnh thức hết. Ông thấy cái cuộc đời này nó không có thật vậy. Nó không có như cái điều mà mình bám víu, cái điều mình đang tồn tại. Cái điều mà mình đang tồn tại này nó mỏng manh, nó không có thật. Và nó có một cái gì đó, nó không thể tin được, không thể nương tựa được. Cho nên do như vậy, ông mới dứt áo ra đi để tìm cái sự thật, tìm chân lý. Bởi vì ở trong cái cuộc sống nó êm dịu quá, nó tình thương đầy đủ quá, và đời sống nó không có cái gì Phật làm trái, thì chúng ta làm sao mà chúng ta thấy chân lý được. Chúng ta phải thấy cái sự sai biệt, thấy cái khổ không, cái vô thường của cuộc đời, của thế giới ở bên ngoài, thì sau đó chúng ta mới tỉnh thức ở trong tâm hồn của mình được. Còn nếu một người nào mà chúng ta thấy được cái tâm hồn của mình á, thì coi như cái con đường này nó nhanh hơn. Chúng ta thấy tự mình thấy mình. Cũng như người ta nói là mưa chiều nắng sớm, người ta bảo cả đến ông trời cũng đổi thay. Mình thấy cái không gian nó đường mát mẻ, đường bình thường một hồi thì tất cả mây nó kéo từ từ tới, rồi cái tại nó tăm tối, rồi sau đó mù sương, rồi mưa nó xuống, rồi đương mưa tự nhiên gió nó thổi, mây nó bay đâu mất hết, rồi nó lại sáng lại. Vì thế cho nên cái thế giới nó cũng vậy, nó không có thật, nó tùy theo những cái sự phản ứng của vật và tâm. Mà khi chúng ta biết được những cái đó thì cái tâm của chúng ta nó bớt đi cái vọng tưởng, nó không nghĩ ngợi, và lần lần cái thấy nó gọi là thấy sự thật. Thấy sự thật nó cũng nhiều cấp độ, từ cái thấy bên ngoài rồi mới thấy bên trong, từ cái thấy cái thô rồi mới thấy cái tế.
Cũng như chúng ta từ thấy một cái hoa nở rồi một cái hoa tàn, rồi chúng ta thấy một cái búp non, một cái đọt lá, rồi đến một cái lá vàng nó rồi rụng rơi đi. Đó. Nhưng mà thật sự thì có người thấy rất nhiều chứ không phải không thấy, nhưng mà thấy mà nó sanh ra một cái đạo lý, một cái tâm tỉnh thức hay là một cái tâm cảm đến cái vô thường thì cái đó rất ít, cái tỷ lệ đó nó quá ít. Ngài có thấy đó mà chúng ta thấy được cái vẻ đẹp, cái sự biến đổi của sự vật cũng ít rồi. Cho nên chúng ta nói chỉ thấy là thấy thôi, chứ trong tâm nó không có động đậy gì cả. Cho đến cuối cùng cái tâm của chúng ta nó rất là chai. Ví dụ chúng ta thấy một người ngã ra chết, chúng ta chỉ dòm, chúng ta ghê một cái rồi chúng ta đi. Ví dụ chúng ta thấy đụng xe hay là ngoài đường cái gì đó, bây giờ nó như quá nhiều rồi, chúng ta thấy nó thường là không sợ, rồi thấy người ta ngã chết rồi thôi chúng ta dòm cái rồi chúng ta đi. Chỉ trừ cái người đó là bà con hay là dòng họ gì mình thì chắc là mình phải đứng dậy, đứng lại, hoặc là mình phải sanh những cái tâm gì đó, chứ còn không thôi thì mình cũng vững như này đó. Cho nên chúng ta phải thấy cái tính chất gọi là vô thường đó. Thấy như vậy để cho cái tâm của chúng ta nó lần lần nó có sự thật. Còn không thôi thì chúng ta sống ở trong cái không thật. Cái không thật là bằng tính chất chúng ta thấy như vậy, chúng ta biết như vậy. Chúng ta biết trên cái giả ảo thôi. Chứ nó cũng giống như một người nói cái điều đó, nhưng mà chúng ta biết rằng có thể là người ta nói láo, hoặc là người ta có khi người ta nói thật mà mình tưởng là người ta nói không thật, có khi người ta nói không thật mà mình tưởng là ta nói thật. Cho nên cái sự hiểu biết của mình nó không sâu, cái tầm nhìn của mình nó thiếu cái chính xác. Nên bây giờ nếu mà chúng ta muốn trở lại cho tìm được cái sự chính xác, cái chính kiến đó, thì trong cái thấy của chúng ta phải thấy được cái sự thật. Từ cái con người của mình phải thấy, cũng như là trong kinh dạy mình thấy cái ngũ ấm của mình. Đầu tiên là mình thấy cái cảm giác của mình. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây, ví dụ như tôi bị cái khó khăn gì trong cái vai hay là cái đau hay là cái ngứa gì thì tôi đưa tay tôi bóp rồi tôi đã gãy rồi. Trong cái đó không nhất thiết là tôi đã thấy. Nhưng mà nếu tôi ngồi trong đó, ví dụ tôi có một cái đau gì trong cơ thể, mỏi, đau hay là nhức, ngứa gì đó thì tôi phải thấy. Có khi tôi thấy trước rồi tôi mới gãy nó, hoặc là mới động đậy sau. Hoặc là có khi tôi thấy yên lặng để mà thấy, để mà nghe cái thấy bằng cái tính chất mình lắng nghe, nghe cái cảm giác của nó. Có khi mình kiên trì một khoảnh khắc không lâu thì mình thấy cảm giác nó đi qua. Cái cảm giác nó đang xảy ra, nó đường đau, đường ngứa, đường có gì đó. Nhưng mà khi chúng ta vừa có ý thức khóc một cái thì chúng ta đã muốn làm cho nó thay đổi. Thì cái thấy nó không thấy, nó chậm. Nhưng mà khi nếu mà một người có cái định á, có định tự nhiên ở trong tâm mình á, thì cái gì trong tâm mình nó sanh ra mình đều biết. Mà cái tâm của mình nó có cái định, từ tâm nó ảnh hưởng cái thân nó cũng định, thì cái thân nó định á, thì trong cái thân có gì nó sanh ra. Nó mỏi mê, nó có một xíu xíu gì chúng ta cũng sẽ biết ra. Khi chúng ta biết đó, nó có cái lợi là chúng ta không có lạc đặt, không có nôn nóng, không có hối thúc gì cả. Và chúng ta đầu tiên thì mình cũng như là tập quán sát cái trạng thái tâm đó, cái xúc đó, cái thọ đó. Rồi nếu nó sanh ra tư tưởng gì chúng cũng biết. Rồi một chút thì chúng ta có thể phải thay đổi. Nhưng mà nếu mình có cái biết thường xuyên như vậy á,
thì mình quan sát ở trong thân, ở ngoài thân, rồi cái quan sát về cái tướng và quan sát về không gian, màu sắc hay cái gì đó, trong khi nó không cần mình phải chú ý. Hay trước hết là cái tâm của mình nó định, cái tâm nó định thì tự nhiên cái sự nhìn ngắm nó là cái mình có thể biết cái sự thật nó là gì. Cho đến cái sự thật đó, nếu mà nó tinh vi hơn, có thể hai con người ngồi gần thì mình cũng có thể biết người đó, nghĩa là một người thiện hay là một người không có được thiện. Một người đó nói một cái điều gì với mình á, thì mình có cảm giác là người đó nói thật. Còn có những lúc thì mình không có cảm giác là người đó nói thật. Dĩ nhiên là mình nghe, mình có thể lượng định ở trong cái ngôn ngữ, cái câu chuyện thì mình biết người đó thật hay không thật. Nhưng mà nếu một người mà họ khéo léo quá, họ nói năng nó suôn sẻ, nó rành rẽ quá, thì chúng ta bị mê hoặc bởi câu nói đó. Câu nói họ nói cũng giống như một người mà họ đi vay tiền, đi mượn tiền, mà họ nói khéo quá, họ nói hay quá. Họ nói về cái sự cần thiết của họ, họ nói về những cái gì đó, và họ tin tưởng và họ vay mượn đó, thì cái người vay mượn đó bị thuyết phục và đưa tiền cho họ. Chúng ta bị mê ở trên cái ngôn ngữ mà chúng ta không thấy cái cảm giác người đó thật hay không thật. Rồi còn có những người mà người ta có thể làm cho mình cái câu nói và cái cảm giác của người ta nó chính xác đến nỗi mình không thể tìm ra cái sự giả dối của người đó được. Cho nên cái đó là từ cái tâm của mình á, nó không có định tĩnh và mình không quen cái sự quan sát. Mình không quen cái sự quan sát ở bên ngoài hay quan sát bên trong. Thì thế cho nên Phật mới dạy những cái pháp tu, dạy về cái sự quan sát, sự thiền quán, sự theo dõi. Thật sự thì lúc đầu Đức Phật cũng không có phải dạy ngồi thiền nhiều đâu. Chúng ta coi hầu hết trong các kinh cũng ít Đức Phật ít có cái nghĩa là mở ra một cái khóa tu hay là cùng nhau ngồi tu tập được không. Đức Phật chỉ thuyết pháp thôi. Rồi chúng ta muốn thực hành, muốn biết đúng cái trạng thái mà Đức Phật nói đó, thì chúng ta phải yên lặng, chúng ta ngồi lại, chúng ta suy gẫm, chúng ta coi kỹ quán sát thực, coi thứ cái điều đó nó là gì, nó về đâu. Thì cái đó chúng ta gọi là nó thiền định. Chúng ta ngồi mà tư duy lại, ôn lại, quán tưởng lại đó thôi. Còn Đức Phật cũng ít có dạy về cái vấn đề, nghĩa là ngồi tu thiền, nhưng mà cái sự thuyết pháp nó là nhiều. Bởi vì sao? Những cái điều gì mà nó xảy ra ở trong tâm của chúng ta hay nó xảy ra trong thân chúng ta đó, thì nó không phải là xảy ra bây giờ mà lát nữa thì không, hoặc là lát nữa nó mới xảy ra mà bây giờ là không. Ngay lúc nào nó xảy ra là nó xảy ra, mỗi lúc cái trạng thái tâm nó khác. Cũng như con người khi mới ngồi thì nó yên ổn, ngồi một hồi thì thấy nó hơi mỏi, rồi một hồi thì nó đau nhức, một hồi thì nó hối thúc chi, là bởi vì cái sự căng thẳng của thể xác, căng thẳng của cái cơ bắp của mình. Rồi còn tâm cũng vậy, tâm thì tự nhiên chúng ta hay tập trung lại. Mà một tập trung một lúc thì nếu chúng ta không giải mã, nó không có thoải mái gì đó, thì chúng ta không thể tập trung được. Cũng như mà chúng ta nghe một cái điều gì đó mà nếu mình không hiểu thì nó không có muốn nghe nữa, tức là chúng ta không thể tập trung nữa. Mà cái gì nó hấp dẫn thì tự động chúng ta tập trung. Ví dụ như có khi mình nói một chuyện gì đó có gọi là nó có giá trị, nó có chân lý,
Nhưng mà cái người nghe người ta có thể chán, bởi vì người ta không nghe là không 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 xác định được điều đó và không ham thích điều đó. Còn có những điều gì mà nó không thật sự, nó không có giá trị gì bao nhiêu, nhưng mà nó là hấp dẫn, nó là có gì đó, thì người ta nghe rất đông. Cho nên tôi cũng hay coi trong mạng, tôi nói có những cái gì mà nó chả có đáng gì cả, mà họ mới đăng lên một hai bữa gì đó, mình thấy có cả triệu lượt, nghĩa là vào xem. Nó nhiều gấp 10 lần, 100 lần cái mà gọi là chân lý hay là... Tôi thấy tôi lại tôi nói như vậy thì chúng sanh nó không có tự do được, nó phải theo cái nghiệp của nó thích. Có những khi những chuyện bậy bạ, một con người chẳng hạn như họ ở trần, họ có cái biểu hiện một cái thế gì đó tầm bậy tầm bạ, thì nó súng cho nó coi, ai cũng phải bấm thử vô đó, nó hiếu kỳ lắm. Nhưng mà cái đó chúng ta coi kỹ là sao? Là vì trong người đó họ thích cái đó, họ gọi là cái nghiệp của họ như vậy đó, họ thế đó. Còn những cái khác thì họ cho nên mình, chúng ta ở trong người thích cái gì thì chúng ta mới có mới có xem cái đó, hay là nghe cái đó, hoặc là tìm hiểu cái đó. Nên thời buổi bây giờ mà nếu một người nào mà nghe giáo lý của Phật á, thì điều đó thật sự nó rất quý giá. Bởi vì tức là người ta tìm cái sự thật, tìm cái chân lý, và tìm chân lý tức là tìm cái cách để thay đổi cuộc sống, thay đổi cuộc đời. Và người ta hiểu biết rồi, trong cái chánh kiến đó người ta thay đổi cái tội lỗi, ta có thể người ta thay đổi cả cái chuyến đi nghĩa sắp tới của người ta. Cái cuối cùng là vậy đó. Bởi vì dù bất cứ giáo lý gì, người ta cũng đầu tiên là người ta thay đổi cái tầm nhìn, cái quan điểm, cái sự hiểu biết, rồi thay đổi hành động, và người ta thay đổi một cái xu hướng, một cái chỗ mà đó. Mà cuối cùng nếu người ta thay đổi cái xu hướng, tức là người ta thay đổi cái cuộc sống luân hồi. Cũng như người ta, bây giờ người ta thấy một cái đất nước nào đó mà nó chậm tiến, nó không đủ cái sự tiến hóa, người ta phải đi ra nước ngoài, người ta học hỏi, người ta đăng ký để người vào một cái trường đại học nào đó để người ta học. Thì con người nó luôn luôn nó có phải có hiểu biết. Hiểu biết cái đăng của mình đây, cái này nó chậm quá, mình phải đi học ở một cái điều gì, một cái công nghệ, kỹ nghệ gì đó, thì mình mới được tiến hóa. Thì cái chuyện đó đúng thôi. Vì thế cho nên cái sự hiểu biết của mình đó, mình trước hết là mình phải biết về mình. Biết về mình tức là mình biết mình đang hiểu biết như thế nào, cái hiểu biết mình thật sự nó có làm gì cho mình thay đổi không, và cái không hiểu biết của mình nó tạo thành cái sự bất lợi về chỗ nào. Nghĩa là con người mình nó sẽ trở thành một sự chậm tiến, và mình cũng như mình có một cái sự tin tưởng vào cuộc sống. Và mình còn khuyến khích nhau bất cứ lúc nào chúng ta phải tin tưởng vào đời, tin tưởng cuộc sống, tin tưởng này mình luôn luôn mình ám thị nó, mình khuyến khích nó. Nhưng mà thật sự cái cuộc sống là không phải là bên ngoài, mà tự cái nhận định, tự cái tâm của mình thôi đó. Bởi vì mình càng cố gắng chừng nào, nhưng mà nếu ở trong đó nó không tìm được hạnh phúc, không tìm thoải mái, thì nó chỉ đi đến cái chỗ kêu bằng lắp con đường thôi. Con đường đó nó sẽ bị thui chột, nó không có thông thoáng được. Con đường nó không thông thoáng tức là cuộc đời này nó trở thành cái tính chất bị chặn đứng,
Và ở trong cái tính chất của cuộc sống đó, nó lại trở lại những cái sinh hoạt theo tầm thường, theo thói thường, hoặc là những cái tính chất của mình đó, nó không có mở mang được, nó không thay đổi được. Cho nên gọi là nhân bất học bất tri lý, người ta không học thì không có thể hiểu được cái chân lý được. Mà học là làm cho con người ta tiến hóa, là thay đổi từ cái nhân dạng, cái nhân cách của mình, cho đến thay đổi cái tâm hồn mình, cho đến thay đổi cái tri kiến mình, và mình trở thành một cái sự trí tuệ. Và cái cuối cùng của cái trí tuệ là cũng như cái tuệ giác, và chính cái tuệ giác đó nó thay đổi cuộc đời, và nó thay đổi cả cái sống tương lai, cả cái sự luân hồi. Cũng như bây giờ mình biết có một cái quốc gia nào tăng tiến, và có một cái gì đó mình cần học, mà trước khi mình phải hiểu biết thì mình mới có thể đi du học vào cái quốc gia đó được. Cũng như bây giờ mình biết rằng trên cái thế giới, trên vũ trụ này, nó có những cõi của các vị Bồ Tát, cõi của chư Phật hay chư Thiên. Và mình thấy những nơi nào đó mình có thể học hỏi được, mình có thể tiến hóa được, và mình có thể thoát ly những cái sự thu rút ở trong luân hồi được, thì mình sẽ nguyện về đó. Thật sự nó cũng vậy thôi, nhưng bởi vì mình chỉ biết xung quanh cái xóm làng của mình thôi, xung quanh cái ấp của mình thôi, chứ mình không thể thấy ra ngoài. Có nhiều khi ra ngoài tỉnh mình cũng chưa thấy, mà cái đất nước cũng biết không hết. Chứ đừng có nói là mình biết trên thế giới này bao nhiêu quốc gia, những quốc gia nào mà thật sự văn minh, những quốc gia nào mà chậm tiến, mà mình không biết gì hết cả. Cho nên vũ trụ này có bao nhiêu cái hành tinh, bao nhiêu cái thế giới, nghĩa là ngoài cái hành tinh, cái quả đất của mình. Nghĩa là đại khái là mình không biết, hoặc là mình chỉ nghe lý thuyết thôi, chứ mình không biết. Cho nên do như vậy mình không có cái đức tin, và mình không có thay đổi. Đứng về thế gian á, thì người ta nhờ khoa học. Ví dụ về khoa học không gian, thì người ta biết cái không gian này nó rộng lớn như thế nào, cái vũ trụ này, và tất cả nó có bao nhiêu là những cái thế giới, cái hành tinh, cho đến những vì sao, hay là những cái cõi sống xa xăm, người ta cũng cảm giác, người ta biết được. Thật sự thì ở trong tôn giáo, người ta không có biểu diễn ra những cái nhìn đó bằng khoa học hay gì, nhưng mà người ta cũng biết. Như Đức Phật, Ngài biết rất nhiều. Ngài biết vô số, vô lượng thế giới trong không gian. Và Ngài đã đi đến đó, Ngài đã đi về, và Ngài có thể nhanh nhẳng. Nhưng mà Ngài chỉ nói một phần nào, nói những cái gì mà người ta có thể làm được, có lợi ích được. Chứ không phải là Ngài nói những cái điều mà để cho người ta tưởng tượng, khen ngợi, hoan hô thôi. Cũng như thế giới của chư Phật, thế giới tốt đẹp thì nó có vô số. Nhưng mà Ngài thấy rằng chúng sanh này có cái nhân duyên với cái thế giới của Phật A-di-đà. Và Ngài khuyên chúng sanh đến với thế giới Phật A-di-đà. Cũng như chúng ta biết một cái trường đại học nào ở trên thế giới, ở bên Đức, bên Anh hay là bên Mỹ, cái trường học nào đó, thì chúng ta có thể, nghĩa là đến đó mà học. Đó. Nghĩa là con người cũng như mình giới thiệu vậy, cũng như giới thiệu du lịch vậy đó, hay giới thiệu thế giới vậy. Nhưng mà chúng ta ở trong cái ta bà này thì cái nhãn giới, cái sự hiểu biết chúng ta chỉ vòng vòng nó thôi. Còn Đức Phật thì cái Ngài đã mở được cái tuệ nhãn, Ngài đã biết rất là xa, cho nên Ngài giới thiệu chúng ta, nghĩa là hãy nên sanh về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, hoặc là nhiều người có cái nhân duyên thì sanh về cái chỗ của Đức Di Lặc, tức là cõi trời Đâu Xuất đó. Nhưng mà chúng ta có cái nhân duyên là những người ở trong đạo Phật thì nhiều thôi, chứ người cái tôn giáo khác thì người ta không học, không biết thì người ta cũng không tin. Người ta không có đọc cái kinh sách Phật bao giờ, người ta cũng không tin. Cho nên những người
nó thuộc về đệ tử trong giáo lý của Đức Phật, thì người ta có đọc kinh sách, người ta biết rồi, có tất cả các cảnh trời, có các địa ngục, có các cái cõi trong thế giới, nghĩa là không gian này bao la, và nhiều chư Phật lắm chứ không, nhưng mà trong đó có cõi cực lạc, cách nghĩa là về phương Tây bao nhiêu cõi, như là trong kinh nó 10 vạn ức cõi đó. Thì nhưng mà cái chỗ xa gần đối với cái tâm chúng ta thì nó không phải là cái chuyện quan trọng. Dù xa đi nữa cũng giống như là bây giờ nếu chúng ta đi bộ thì con đường đó rất xa, nhưng mà chúng ta đi xa thì nó gần, nếu đi máy bay thì gần hơn nữa. Nhưng mà nếu chúng ta nhắn tin qua truyền thông, qua vô tuyến, qua điện thoại thì thực sự nó là gần như là chúng ta không tưởng được. Có thể chúng ta vừa nói đây một cái nơi nào đó họ cũng nghe. Cho nên qua cái nguồn thông tin như bây giờ đó thì chúng ta biết rằng nếu mình niệm Phật, mình biết Đức Phật thì Đức Phật sẽ cảm ứng đến mình, sẽ giúp đỡ mình. Nếu mình muốn đến, mình muốn sanh về Đức Phật, sanh về cõi Đức Phật thì Đức Phật ngài rất là ủng hộ cho mình, bởi vì cái nguyện trong tất cả nguyện của chư Phật là đều muốn đưa tất cả chúng sanh đến cái nơi an lành. Cũng như là tất cả các cái người cha mẹ thì luôn luôn muốn con ở gần. Nhưng mà người con thì thích chạy xa, nhưng mà thật sự cha mẹ thì luôn luôn muốn người con đó đến gần. Đó, chúng ta nói một cái ý nghĩa nhỏ như vậy thôi, bởi vì những cái lợi gì thì cha mẹ đó biết nhiều hơn. Còn người con mà ham chơi, ham nhã còn nhỏ thì không có biết, chỉ ham cái tính chất hiếu kỳ mà thôi, chứ không có biết cái lợi. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm nói là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Nghĩa là Phật thương chúng sanh cũng giống như mẹ thương con. Chúng ta hãy tưởng tượng đó là cái cảm giác thật của chư Phật. Thương tưởng nhớ nghĩ đến chúng sanh. Vậy chúng sanh cứ chạy nhảy, cứ đi, nghĩa là tất cả những cái nơi nào đó xa xăm hẻo lánh, nhưng mà cuối cùng gặp toàn là tai họa không. Chứ không. Và cái sự tu học đó thì chỉ khi mà chúng ta đến gần Đức Phật thì chúng ta mới trực tiếp mà học cái đó. Cũng như ở đây chúng ta niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, trong khi chúng ta khó khăn, chúng ta gặp cái gì mà nó nguy hiểm thì chúng ta niệm thì chúng ta đều được cái sự đáp ứng, cái sự giúp đỡ. Nhưng mà khi thấy trời thì thôi, chúng ta không biết rằng lúc nào con người cũng đang ở trong tai họa. Bây giờ mình không có gì, mình cũng đang ở trong tai họa. Cái tai họa thật sự là cái tai họa sanh già bệnh chết. Thật sự nó đâu có gì đâu. Cho nên triết gia Heraclit ông nói là con người sanh ra đã mang cái án tử hình. Chúng ta thấy nó, cái câu nói nó giống như là trong cái văn chương, nhưng mà nó là sự thật. Ai ra đời, một đứa nhỏ mới vừa ra đã mang án tử rồi. Nhưng mà ta không có nói thời gian bao lâu, là với tùy theo thời gian. Ai mà không chết, nếu mà ta không chết thì người ta không có sanh. Cho nên sanh ra là cái người đó đã chết một chỗ nào đó rồi mới sanh ra đây. Cho nên cái chuyện sanh tử nó là cái chuyện như vậy. Nhưng mà ngày nào chúng ta thấy cái sự tàn khốc mệt mỏi của cái sự sanh ly tử biệt, cái sự khổ đau, cái sự vô thường, nghĩa là trong tất cả cái kiếp người hư giả, nó xấu xí, nó ngu xuẩn như thế, thì chúng ta mới nghĩ cái cách để mà chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta giải thoát, hay là sanh vào những cõi Phật để học hỏi. Đó. Chứ không thôi thì chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Nhiều khi nghĩ, nghĩa là một cái thân của mình như thế nào, cái tâm như thế nào, mà cũng đâu có, người ta có đâu nghĩ đâu biết. Cho nên trước khi mà có những tôn giáo ra đời thì người ta không có biết điều đó. Rất là ít, xa xưa. Trừ khi mà có những cái tôn giáo đặc biệt đó. Nhưng mà những cái tôn giáo ra đời chỉ một thời gian nào đó,
thì nó là gọi là chánh pháp, là hay là mật pháp, trung pháp, nó lần lần nó tàn diệt. Cũng như là giáo lý của Đức Phật thì nó chỉ được 1000 năm đầu là nó chánh pháp thôi, 1000 năm thứ hai thì nó là tượng pháp tương tự, 1000 năm thứ ba trở lại thì nó là mật pháp. Như bây giờ là 2500 năm rồi, thì bây giờ nó thuộc về cái thời mật pháp, tức là nó vụn vặt, cái lòng người nó cũng tan tác, nó cũng không có biết đâu là thật, đâu là giả, trí tuệ rồi nó mờ mịt lắm. Cái sự mờ mịt đó không phải là con người mờ mịt, nhưng mà nó cái tâm trí nó quá nhiều vọng tưởng, quá nhiều lo nghĩ, thì nó không có cái khoảnh khắc nào ở trong lòng mà để nghĩ về cái chân lý ấy cả. Tất cả cái mà nó đã, nó cái mà gọi là để nghĩ ngợi về chân lý, để nhìn về chân lý, thì cái đó nó nhìn vào ở trong cái lòng tham của cái sự tồn tại là kiếm ăn, cuộc sống, lo nghĩ hay là cái này cái kia. Nhưng mà cuộc sống thì luôn luôn nó là vô thường, nó là khổ đau, nó là ở trong tất cả những cái tính chất không thoải mái, nó là bất mãn, nó là tham vọng. Nhưng mà chúng ta không biết con đường nào khác, cũng không bao giờ phát tâm nghĩ rằng có con đường khác để hạnh phúc, thì người ta mới sống ở trong con đường đó. Vì thế cho nên do như vậy, cái giáo lý của Phật là khi nào chúng ta để mắt tới, chúng ta nhìn tới, chúng ta học hỏi, thì tự nhiên chúng ta mới thấy là những cái cách chỉ dạy của Phật hay là của Thánh Hiền đó. Và ngay cả cái thân tâm của mình đó, nhiều khi mình cũng không rõ ràng lắm, cho nên mình cũng nhờ cái giáo lý của Phật hay là bữa biết mình. Bởi vì mình không biết cái gì hết cả. Cũng như thân mình nó, cái thành phần, cái bộ phận sao, mình chỉ biết cái bề ngoài thôi. Chứ mình không biết, cũng như mình đi cái xe đó, mình chỉ biết cái hình thức, cái hình dáng cái xe, đẹp xe thôi. Chứ thật sự cái máy móc của nó mình cũng không rành, không biết. Hoặc là mình biết sơ sài thôi. Chỉ có cái người thợ máy hay là người họ bán xe đó thì họ biết nhiều hơn. Còn cái người đi thì mình có tiền, mình chỉ mong được cái sự thuận lợi, cái lưu thông để mà mình lấy đó làm phương tiện, chứ mình không có biết. Cái thân mình cũng vậy nữa. Mình chỉ mong cái thân mình có ở đây là để mình hưởng thụ thôi. Để mình thỏa mãn những cái gì đó về tất cả những cái cần thiết của mình. Mình không có phải biết trước khi mình có thân. Nhưng mà khi có thân rồi thì mình nó mới sanh ra cái nhu cầu đó. Mình biết. Nhưng mà tất cả những cái mà mình mong cầu, mình mong muốn đó thì thực sự nó toàn là nó đưa đi đến một cái tính chất bế tắc. Bởi vì nó không có một cái mong muốn, cái cần thiết gì mà nó không có tham vọng. Mà tất cả cái gì mình tham vọng á, là cái đó ở trong tâm của mình nó đã bị thất bại rồi. Cũng như con người tham sống là bởi vì mình đã chết rồi. Mình biết rằng mình phải chết và mình chết vô số kiếp, mình sợ hãi quá cho đến bây giờ. Bây giờ mình biết, mình sanh ra, dù nói không nói, con người cũng biết là trước sau mình cũng chết thôi. Nhưng mà tham sống thì vẫn tham. Bởi vì tham sống không phải là tham sống, mà có thể là tham ăn, tham ngủ, tham đồ vật, tham những cái xung quanh, tham những cái này, tham cái kia. Tức là cái sống của mình ở trong hình, trong lòng của mình là nó có vô số vấn đề. Nó nối kết nhau. Cũng như một người trí thức thì họ có vô số những cái biết, những vô số những cái bằng cấp hay là cái sự học hành đồ này kia đó. Nhưng mà trừ khi mà mình biết về cái sự giác ngộ, biết về giải thoát thì họ không biết. Ngài có biết về cái thân họ, có khi chỉ chỉ những vị bác sĩ thì họ biết về thân nhiều. Nhưng mà họ biết là biết để chữa bệnh thôi. Chứ không phải họ biết đó để quan sát coi thứ mình có nên có cái thân nào tốt hơn không, hoặc là có cái thân nào mà mình không bệnh không. Nhưng mà họ biết rõ biết cái hiện tại cái thân này nó bệnh chỗ nào, không bệnh chỗ nào để họ chữa thôi.
Còn cái biết mà của Đức Phật dạy là biết cái thân này mình nên 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 cần dùng nó, hay là mình nên kiếm một cái thân khác, hay là mình nên, nghĩa là thấy những cái chỗ dở, cái chỗ bất toàn của nó mà mình đừng có quá bám víu nó. Cho nên cái cấp mà mới học lên thì người ta học về thân, rồi cho đến người ta học về những cái nghiệp, rồi người ta học về tâm tánh, rồi người ta lần lần người ta bước tìm con đường giải thoát và Phật tánh. Bởi vì nếu cũng như trong đời này, nếu chúng ta không biết cái vô thường thì chúng ta không thể đi tu đâu. Và như Nga có Đức Phật, Đức Phật cũng từ thấy đi ra mấy cửa thành, Đức Phật thấy sanh lão bệnh tử, thấy những người già người chết rồi ông chán dữ lắm. Giờ thấy trong cung điện mà có cái cung tần phi nữ, rồi khi mà ông thức dậy giữa đêm thấy họ nằm bừa bãi bậy bạ, rồi thấy nó chán, thấy nó tự nhiên mình thấy những hình ảnh nó xấu xí, nó có một cái gì tởm lắm, chứ nó không phải là, bởi vì con người nó quá dục vọng, nó quá mê muội, cho nên những cái đó nó trở thành những cái hấp dẫn. Chứ còn như những người tỉnh thức thì họ không thích cái gì đó. Đó. Cho nên cuộc sống này cũng vậy nữa. Cho nên một cái thân người nào là gàn, nào là mũi, nào là cất đái, nào là nó giống như một cái bịch bọc ở ngoài, cái da nó rất là đẹp, bao bọc, nhưng mà trong nó toàn là đồ xấu không. Cho nên thật ra nó là tóc, lông, móng, răng, da, gân, thịt, quần cách mô, lá lách, phổi, gan, xương, thận, tủy, tim, nhầy, màng, ruột, đủ thứ. Mặt, phân, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, ruột non, nước miếng, óc, khớp xương, nước tiểu, ruột già. Vật thật mới là đồ ăn ở trong người đó mình nhai, dơ dãi. Vật bận nhơ, nước mũi, rái, gàn, trùng, đủ thứ cả. Nghĩa là nó tới 30 mấy vật, nó thuộc về không có vật nào sạch sẽ, cái nào nó cũng bất tịnh. Cái nào để yên vậy, chứ đây ra ngoài một hồi là nó hôi, nó thối, chịu không nổi. Nhưng mà nó gom lại, nó để yên một chỗ rồi nó bịt thật kín. Bịt thật kín. Cho nên do như vậy nó không thấy được. Cái thực tế nhất là về vật chất mình cũng không thấy. Chứ đừng có nói cái tâm con người mà vô số cái sự bất toàn. Luôn luôn mình nghĩ xấu là nhiều, chứ nghĩ tốt là ít nhất. Nghĩ xấu phần nhiều là cái sự tham và ganh tị, sân, tham sân, mạn nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, đủ thứ cả. Tham sân si là cái chính. Luôn luôn mình có cái muốn, cái gì cũng muốn. Cho nên nó cái người mà muốn nhiều nhất là thích, gọi là thích. Thích cái gì cũng thích đấy cả. Cái muốn ở trong lòng, còn cái thích nó vừa trong lòng và vừa ngoài. Thích đủ thứ đó. Cho nên lấy cái thích đó mà đạt là thích gì đó. Thích gì mấy ông thầy đó. Tôi không có đặt họ thích nghe. Tôi không ai kêu tôi là thích Bạch Văn, thích Liên Phương gì. Chắc đứng mặc cái áo này thì người ta cũng gọi là họ thích. Nhưng mà thật sự mình không thích vậy cả. Tôi chán cái thích. Nói thì các vị cũng không chấp nhận được. Chứ nói thiệt chứ. Bây giờ tôi thấy mà thành ra một ông gì hay là cái gì gì đó. Bởi vì trong lòng nó tôi không thích cái thích. Cho nên muốn tẩy chay cái thích. Cho nên tôi nghĩ là mình muốn tự do là mình đừng có bị ràng buộc, mình đừng có thích cái gì cả. Ngay cả bây giờ cái thân này nó đang đau ốm nè, nó đang khó dễ nè này kia. Nhưng mà tôi cũng không thích cái thân mới bao giờ. Tôi cũng không thích mạnh nữa. Tôi nghĩ nó đau bữa nào nó chịu không nổi, nó chết đi thôi. Nó hết nợ. Chứ còn thật sự là tôi cũng không thích. Nó thật sự chứ, nó thật sự sâu xa của tôi cũng không thích tôi mạnh nữa. Bởi tôi thấy nó có một cái gì đó nó lừa gạt mình. Trong khi bây giờ mình mạnh lên, nhưng mình biết rằng mình không thể mạnh mãi mãi. Mình không thể như thế này mãi mãi.
Bởi vì tôi biết rất rõ là nó gọi là vô thường. Không có cái gì mà nó tồn tại theo cái ý của mình mong đợi được. Mình mong đợi bởi vì nó không có như vậy, mình mới mong đợi, mình mới cần cầu nó như vậy. Còn cho nên cái thân này nó sao, nó sống sao nó sống. Bởi vì mình không thể bây giờ mà mình đi giết nó hay là mình đi bầm, chém, tự tử nó. Thì cái chuyện đó cũng vô lý. Thì cứ để cho nó vậy đó. Nghĩa là mình cũng như mình chịu cái sự hiểu biết mình phải chịu đựng, mình phải cam nhẫn. Chứ mà mình thấy nó là một cái nỗi, nếu mà mình có một cái tự ái sâu kín, nó làm cho mình bực mình, ô nhục. Đòi lúc nào nó cũng đòi ăn, đòi uống, rồi đòi tắm, đòi rửa, rồi đòi ía, đòi đái. Nghĩa là đủ chuyện, nghĩa là thật sự nói ra nó đủ thứ tầm thường. Sướng ích gì trong một cái tính chất nó luôn luôn hối thúc dài vò đàn áp mình như vậy. Ví dụ khi không mình đương ngồi đọc sách trên này kia, nó mắc biểu phải vô toilet, nó sai mình là mình phải đi chạy ra thôi. Rồi nó cho nên cái lòng ham muốn, cái tai họa, cái tất cả nó đều từ trong tâm này mà nó sinh ra, chứ không có gì cả. Bởi vì nó là cái bất hảo, bất toàn. Cho nó ăn no thì nó bằng lòng, nó đói thì nó reo, nó làm ồn đấy. Chứ mà hay no mà no quá nó cũng khổ, đói nó cũng khổ. Bất cứ gì nó xảy ra nó cũng khổ hết cả. Còn cái bình thường nhất thì nó không hiểu. Cũng như con người luôn luôn trong tâm nó phải làng nhàng, nó cũng phải... Nghĩa là nó luôn luôn nó có những tiếng nói trong tâm á, nó càng nhàn, nó lẩm nhẩm, nó ở trong tâm của mình không thấy á, chứ nó có như vậy. Trong cái nghĩ ngợi mà nghĩ mạnh ra nó cũng phát âm thanh cái lời nói của mình. Cho nên con người nó giống như một cái ổ trùng, nó ồn ào một cái ổ đủ thứ. Nên là nó bò lính nghỉnh ở trong đầu, trong óc của mình. Cho nên tôi quán thân, tôi thấy thực sự nó cũng chán lắm chứ không phải. Nhưng mà mình lợi dụng nó luôn. Bây giờ nói vậy, mình lợi dụng nó để mình học hỏi, để mình biết về nó hơn. Cho nên tôi nói một lần thôi, mà một lần thôi đà quá đủ. Nó hoặc phong trần về tụ giữa vô biên, cái lời thơ hồi xưa đó. Một lần thôi đà quá đủ, hoặc phong trần về tụ giữa vô biên. Chúng ta như là một cái hạt bụi, như là một cái phong tử, một cái gì mà nó không cần thiết mà phải nổi thổi bùng lên. Nó giống như một cái bong bóng xấu xí, nó giống như một hình hài này kia. Cho nên mình suy nghĩ, những cái thân này nó chỉ chịu những cái ô nhục cho tâm thôi. Bởi vì nó không bao giờ thỏa mãn. Mà hễ mình càng muốn nhiều thì càng khổ, càng bất mãn nhiều. Mà nếu không đạt được thì nó cũng khổ. Mà đạt được thì nó cũng không vừa ý. Cho nên cái cuộc sống hãy thấy cái tính chất. Bởi vì cái bản chất nó thật là nó không có thật. Cho nên nó là cái ồn ào, nó là một cái chuyển động. Cho nên ở trong kinh gọi là sắp tất cả, từ đầu đến chân, từ cái tâm cho đến thức, sắp sankara anika, tức là tất cả đều là cái vô thường. Anika là vô thường, sắp sankara anika, tất cả đều là những cái sự chuyển động ồn ào vô thường, không có thật. Mà ở trong đó là cái tính chất mà chuyển động, ồn ào đó, nó đưa đi đến cái cảm giác bất an, là cái khổ, gọi là dukkha, sapasangra dukkha. Tức là nó khổ, nhưng mà rồi mình cũng không thể trách nó được, bởi vì nó là mình. Cho nên mình chỉ than vãn này kia, chứ mình không bao giờ mình trách nữa, tại sao mày làm khổ tao này kia. Là bởi vì trong thật sự nó là không có cái chủ, không có ai làm chủ. Nó là cái sự cọ sát, cái sự trao đổi chất, cái sự biến đổi của nó mà nó bùng vỡ, nó hư giả,
Nói thế, cho nên gọi là anatta, sabba sangara anatta, tức là nó là vô ngã. Cho nên mình thấy biết nó, nếu mình thấy biết đầy đủ như vậy thì nó không phải là mình, nó không dính dấp mình. Cái mình là cái biết, cái biết, cái biết, nhưng mà bởi vì có thân cho nên cái biết đó nó rọi, nó thấy cái hình ảnh của thân, nó thấy cái hình ảnh của sự xấu xí, nó dội lên cái biết. Cái biết nó giống như cái tấm gương mình vậy này, mà tất cả cái gì xung quanh nó dội vô trong tấm gương. Cho nên do như vậy, nhưng mà thường thường mình không có nhìn ngược được cái đó, mình chỉ thấy cái đó để mình rọi ra bên ngoài thôi. Cái biết của mình rọi bên ngoài, rọi bên ngoài để mình tăng cường lên cái lòng tham và cái hy vọng gì đó. Chứ không, cái mình không có dùng cái biết đó mà để soi coi lại mình là ai. Cho nên cái biết mà coi là mình là ai thì bắt đầu người ta gọi là thiền đó. Tức là quán chiếu, quán tưởng, nghĩa là quán niệm rồi này kia. Mình soi xét lại. Cho nên không phải là tôn giáo không, mà những người nào mà họ có cái tư duy tốt, họ có trí thức cao, họ đều nhìn lại cả. Họ đều nhìn cả. Cho nên đứng đầu trong cái thế kỷ 20 là Amrishnamurti. Rồi vô số triết gia họ đều biết ấy, cho nên họ sống thì sống nhưng mà họ lần lần họ đi ra chứ không đi vô, như triết gia Socrates hay là ông Nietzsche hay là vô số những cái con người họ biết hết. Nhưng mà mình thì tự nhiên mình cứ mình nghĩ là mình là người dân tầm thường, mình tự nghĩa là coi thường mình, hủy diệt mình, chứ mình không bao giờ mình nghĩ mình là một con người hiểu biết, một con người chiêm ngưỡng, một con người biết, nghĩa là biết mình, biết người, ít lắm. Nếu mình không biết mình thì mình cũng không biết người. Mà biết mình là mình phải biết vậy đó, mình biết về vật chất, mình biết về tinh thần, mình biết về tư duy, biết về cái cuối cùng, mình biết về cái tánh biết của mình. Thì mình bước thoát ly ra khỏi. Cho nên cái tánh biết không phải là nó biết cái gì bên ngoài. Bởi vì chính là nó cái biết, cho nên cái bên ngoài rọi vào đó, nó làm cái biết. Chứ không phải là nó biết cái bên ngoài. Nhưng mà cái biết thật của nó là biết chính mình, biết chính nó. Biết chính nó thì nó giải thoát. Ví dụ biết chính nó là gì? Là bây giờ ví dụ mình đứng ngồi đây, mình không có cái biết nào khác hay. Mình thấy như cái thấy, nghe như cái nghe gì đó, mình không sanh ra cái tâm niệm, mình không sanh ra cái tính chất phê bình, phê duyệt, phê phán, mình không sanh ra sự phân tách, mình không sanh ra cái sự đối chiếu, cái sự cũng như là cái thức, thì cái biết đó nó là đang là cái biết. Nghĩa là mình không biết cái gì ấy, thì nó mới là trở thành nó. Nhưng mà mình cái ý thức về ý thức, tức là mình đang biết về cái biết, cũng như bây giờ đó, thì cái biết đó nó đâu có cái gì mà dính mắc, nó đâu có cái gì mà tội lỗi. Cái tội lỗi là do nó không biết. Nó không biết rồi nó cố chấp cái này là đúng, cái này là sai, cái này là thiện, cái này là ác. Nó phân tách đủ thứ chuyện. Là nó thuộc về cái sự khách thể, cái tính chất gọi là sở tri. Cái bên ngoài của cái có mà mình tưởng là thật. Còn nếu mình trở về được trong cái biết của mình á, thì cái biết đó thật sự nó không có bị cái tính chất, nghĩa là nó không nằm trong cái từ vô thường, mà nó nằm trong cái tự thường. Bởi vì cái biết thật sự nó không có chủ thể, nó vô ngã. Và nó không có, nó biết tất cả. Và nó không có phân tích, không có dao động, không có như thế nào hết cả. Mà cái biết đó thì ai cũng có, chứ không phải là tu mới có. Cho nên cái biết đó, nó, cái người mà chưa tu, cái người mà không tu, người bình dân nhất, tầm thường nhất, họ nó đồng với ông Phật.
Cho nên cái đó gọi là tánh biết. Tánh biết thật sự có nghĩa nó là tánh giác đó, chứ không có gì cả. Đó là cái thức biết. Cho nên nếu mình trở về cái đó thì ngay nào bây giờ mình khỏi có mắc, mình không có tội lỗi chi. Và mình cũng không có tu hành gì hết cả, mình không cần gì cả. Mình ở yên trong cái biết đó và lúc nào cũng tỉnh thức như vậy đó. Lúc nào cũng tỉnh thức như vậy. Đến một lúc nào, ví dụ từ một tuần cho đến một tháng, cho đến thời gian mình quen thuộc cái đó, thì mình là cái đó. Tức là ta là cái đó, I am that. Ta là cái đó. Cái đó, khi mà có cái đó rồi, cái biết đó rồi, thì tất cả những cái gì xung quanh đó, nó là cái đó. Cho nên nếu mình biết vũ trụ, thì vũ trụ là mình. Mình với vũ trụ là một. Cho nên cái biết đó, mặc dù nó nằm, bây giờ nó nằm trong một con người, nó nằm trong thân thể, nhưng mà thật sự nó không phải là dính dấp, không phải là ở trong thân thể này. Cho nên nếu mình có một cái thân thể cao sáng hơn như thân thể của chư thiên hay là các vị thần, thì cái biết đó nó cũng không có mất. Nó chỉ theo nghiệp mà nó cái nhìn của nó có xa gần, có cái điểm lớn nhỏ thôi. Mà bây giờ mình sanh là một con chim hay là một con vật gì đó thì nó cũng có cái đó thôi. Nhưng mà ở trong con người nó không bị cái nghiệp nạn ràng buộc, nó không có bị nghĩa là cái ngũ ấm chai lì thọ tưởng hành thức đó, thì cái biết đó nó sẽ trở thành mênh mông. Bởi vì cái biết mà đừng dính cái gì hết cả, đừng có cái gì gọi là cái tướng của cái bị biết đó, không có cái khách thể đó. Nó là cái chủ thể mà nó cũng không có tự thấy cái chủ thể gì hết cả. Thì cái biết đó nó là cái sự giải thoát. Bởi vì bây giờ là mình còn đương kẹt trong cái thân này. Và nhất là mình đương kẹt ở trong cái u ám, cái chấp ngã của mình đó. Tức là chấp một cái gì thật. Chấp thân này là thật, chấp thế giới là thật, chấp cái gì cũng thật hết. Cũng đang có thật, thấy biết tai nghe rồi là thật hết cả. Không phải như vậy, do mình chấp thôi, chứ không có thật. Nó không có thật. Nếu nó có thật thì các vị tu họ không phát sanh lên thần thông được. Cho nên họ tu là họ quán tất cả cái gì đó, họ sẽ tự quán sanh thì nó. Cũng như họ quán không thì cái thân của họ nó trở thành không. Ví dụ vậy đó. Cho nên nhưng mà lâu đời quá nó thành ra một cái giống như cái nghĩ tưởng, nó thành ra cái nghĩ tưởng nó là cái mặt tiền, để phía sau nó là cái biết gì đó. Cho nên tất cả cái nguồn gốc của cái sự kiện ở trong cái biết đó nó đều là tưởng tượng giả dối, còn cái biết nó là thật. Cũng như hai cái tay của mình nó là thật, nhưng mà sự cầm nắm đồ đạc rồi này kia đó nó không chấp, cho nên lúc nào nó cũng buông, cũng bỏ được. Nhưng mà nó bị một cái gì kèm giữ. Cái này là cái cần thiết, cái này không cần thiết. Cái không cần thiết thì nó bỏ, còn cái cần thiết thì nó tham, nó không bỏ. Mà không phải là nó bị điều khiển ở trong cái biết và không biết. Cho nên mình theo dõi, mình coi thứ cái nào là thật, còn cái nào là không thật. Nhưng mà có điều là nhiều khi mình muốn, có thể là mình nhờ cái thấy biết đó rồi mình thoát ly, mình lột xác. Cũng như con rắn nó có thể thay vỏ, mình có thể thay đổi cái vô minh được. Cái đó là một cái môn quán chiếu cao thượng nhất. Cuối cùng nếu mình ở trong cái sự thiền quán, cái sự thiền quán không phải là ngồi thiền này kia, mình ngồi mình nghỉ yên lặng một chút thì nó vỡ ra. Cũng giống như mình thăm công án vậy đó. Từ nó vỡ ra mình hiểu biết cái chân lý đó. Cũng như mình thấy một cái đồ vật nào đó là bởi vì cái danh tức là cái tưởng âm thanh của mình. Còn nếu mình không mình biết cái danh rồi, mình biết cái niệm đó, mình biết cái vọng tưởng nào đó. Khi mình biết rồi thì nó trở lại ở trong cái không.
Cho nên ví dụ như mình nhìn một vật nào đó, nó không có tên. Cho nên do như vậy nó mình nghĩa là trong cái khoảnh khắc đó, mình có thể mình dàn vật nó không có giá trị gì, nó cũng không có tên họ gì, nó cũng không có cần thiết gì cả. Ở trong đó nó có cái tuyệt đối của cái sự, tức là tuyệt đối của chính nó đó, tuyệt đối của cái biết đó. Mà trong cái tuyệt đối của cái biết đó thì thực sự nó không có cái tưởng, nó không có cái nhớ gì hết, nhớ lại nó không có thời gian, không gian gì cả. Cho nên hồi mà tôi mới hiểu được chút đó, cái giáo lý đó, thì tôi làm có thể làm thay đổi sự vật. Ví dụ một cái đồ này mình có thể dục đi, mình bỏ, nghĩa là có những cái giá trị của mình nó không có thật. Tất cả những cái gì mình cũng làm được hết cả. Và lúc đó mình không thấy cái chuyện gì mình phải cần thiết hay là nay cái. Tức là mình ở trong cái gọi là không, nhưng mà nó không có tư tưởng không. Nó hoàn toàn không có tư tưởng không, và nó không có cái tâm gọi là tâm không. Nhưng mà nó thật sự là cái biết. Cái biết mà không có biết gì. Đó, thì nó là cái gọi là cái cho nên gọi là tâm trí tuệ đó. Tâm trí tuệ minh mông rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao hàm muôn vật chẳng phân thánh phàm. Vận tâm ấy lặng trăng sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Mình vận cái tâm đó, mình vận dụng cái tâm đó sao thì tự nhiên mình giải thoát thôi. Cho nên gọi là bát nhã ba la mật, trí tuệ đến bờ kia đó. Cho nên nó lạ lắm, thật sự. Lúc bây giờ mình thấy cái mê cũng từ cái chỗ đó, thiếu cái sự hiểu biết đó thì nó mê. Và cái sự sai lầm là do cái sự phân tích trong cái mê. Còn mình hiểu biết là do cái hiểu biết. Mà nếu hiểu biết nó chưa đúng vào cái chính nó, thì hiểu biết nó phân tích, nó thấy đúng sai phải quấy, nó trở thành trí tuệ. Nó nửa phần cái biết, nửa phần cái trí thế gian, thì nó phân tích, nó là trí. Nhưng mà nếu mà cái biết nó thật sự để nhìn ngắm thì nó là tuệ, là huệ. Nhưng mà thật sự nếu mình không có phân tách gì hết cả, ở trong cái đó vô tư vô tâm, thì nó là cái tánh biết. Cho nên cái vấn đề tu đó, mình nói ra thì nó đủ thứ chuyện, nó đủ pháp môn, nó đủ cách hành trì. Nhưng mà thật sự cái nguồn gốc của nó thì tất cả những cái kia, nếu mình nhận định được một cái điểm nào đó trong cái trung tâm thì nó không cần thiết gì cả. Cũng như mình biết thế giới này nó từ một cái hạt bụi, nó từ một cái electron, một cái phân tử, thì thật sự mình biết cái thế giới này nó hình thành, nó hợp tác lại. Nhưng mà trong đó không bao giờ nó hợp nhất, cho nên bao giờ nó cũng có cái lỗ hổng. Thành cái thế giới này nó giả. Nếu một sự vật mình đem mình nghiền nát, mình phân đến mức mình trở thành hư không rồi, thì nó ở đâu? Dù hư không đó mình cũng có thể làm cho nó biến đổi thành một cái sự trong suốt, một cái chân không, tánh không gì đó, thì nó mất việc luôn. Nhưng mà nghiệp con người nó tụ trở lại, cũng như tâm con người nó tụ trở lại, nó nhóm cái tưởng tượng, cái hình ý đó, thì nó thành ra một cái nghĩ tưởng, một cái phiền não. Nhưng mà nếu mình thấy ngược cái đó thì cái phiền não mình thật không có thật. Nếu mình giữ cái độ thấy biết đó dài dài lâu lâu một thời gian thì cái phiền não lần lần nó sẽ nhẹ đi, nó bớt đi, rồi nó trở thành không có gì cả. Bởi vì mình sống với cái phiền não, với cái hữu, với cái biết mà vật chất đó, cảnh vật đó, nó là nhiều thời gian lâu dài từ hồi nhỏ đến giờ. Mình chẳng biết nó, mình biết nó nhưng mà mình còn biết tên, biết tuổi, biết đủ thứ phức tạp. Mà không phải là bây giờ mình mới biết, nhiều kiếp trước mình cũng bị cái biết đó. Nghĩa là mình thấy vật thì nó sẽ sanh ra niệm,
sanh ra muốn, từ cái muốn đó mình mới phân biệt rồi mình mới đặt tên để mà dùng. Rồi từ những cái chuyện lộn xộn nó không là gì hết cả, nó trở thành sự thật. Sự thật là bởi vì mình cần thiết, mình dính dấp đến nó trở thành sự thật. Mình biết cái này là cái gì là bởi vì mình dùng nó. Mình dùng nó là bởi vì mình thiếu nó. Cho nên tất cả sự vật nó đều bù đắp vào những cái chỗ gì mà mình bất thường, mình thiếu kém. Còn khi mình trở lại thực sự cái tánh biết hoàn hảo đó thì mình không cần gì nữa cả. Cái sắc thân này mình không cần. Lúc đó người ta hỏi rằng vậy thì cái sắc thân mình ở đâu? Mình thì bây giờ nó ra đất, ra cát hay nó ra bất cứ gì cũng được hết cả. Bởi vì nó không phải là mình. Đó cái giai đoạn đầu nó có tan vỡ nó gì cũng được hết cả. Mình không có sợ hãi. Mình không có tiếc nuối. Mà cái giai đoạn thứ nhì á, thì mình biết dù nó tan đi đó, nhưng mà một cái gì ở trong con người của mình bây giờ nó vẫn có tồn tại đây. Tức là cái đặc tính hay là cái nghiệp thì nó có thể phát sinh ra. Ví dụ như nó trở thành một cái thân ma quỷ, hay là một thân trung ấm, hoặc thân chư thiên. Rồi nếu ở trong cái giác ngộ đó người ta có thể vượt cả cái thân ma quỷ nó trở thành chân chư thiên, rồi vượt qua cái thân chư thiên thấp như các cõi trời đậu lợi giả ma, nó trở thành phạm thiên, rồi vượt cái thân phạm thiên nó trở, tức là thân sắc giới nó trở thành vô sắc giới, cuối cùng nó trở thành cái thân không xứ thiên, thức xứ thiên, phi tưởng, phi phi tưởng, nó trở thành những loại thân mà không có thân, mà nó có thể hóa bất cứ thân nào, thì lúc đó nó tự do tự tại. Cho nên mình thấy cái thế giới này nó từ không mà nó sanh ra có, mà từ cái chỗ giác ngộ nó mới sanh ra tất cả những cái gì cũng được hết cả. Cho nên bây giờ thật sự con người người ta cũng tìm kiếm ra theo cái đường hướng khoa học vật chất thì người ta cũng biết như vậy. Nhưng mà người ta chỉ biết ngăn cái thế giới này, cái vũ trụ này nó chẳng hạn như từ nước mà sanh, hoặc là từ những cái phân tử vi tế nó tụ tập thành, như vậy đó. Nó tụ tập rồi nó tản ra. Có những vùng nó tản ra không có vật chất, không có gì cả. Như giống như những lỗ đen của vũ trụ đó. Những lỗ đen hay những lỗ trắng đó. Thì tất cả hành tinh đi ngang qua nó đều lọt xuống. Nó đều hút, bởi vì nó không ở trong đó, nó giống như nó vô vật. Cho nên cái thế giới có với không đó, nó ảo ảnh lắm. Nó chỉ trừ khi nào mình giác ngộ, rồi mình giác ngộ mình bây giờ là mình chỉ mới giác ngộ về cái biết, về cái sự cố chấp thôi. Nhưng mà khi mình bỏ cái thân này thì cái giác ngộ mình nó không bị bận rộn cái suy nghĩ, cái tính toán, cái tính chất mà phân từ ra gì đó, nó cũng ảnh hưởng một phần cái vật chất của mình. Cũng như cái tiếng nói của mình, âm thanh của mình này kia, nó cũng do miệng lưỡi của mình, mà miệng lưỡi nó cũng do cái khí của mình, nó do cái gì nó bứ phát âm. Nó cũng giống như cái dây đờn mà căng ra thì nó mới đánh, nó mới có tiếng âm thanh. Rồi cái âm thanh nó có chỗ đứng, có chỗ dừng, có chỗ rung thì nó mới thành ra cái nốt nhạc. Đại khái vậy. Rồi nó biến hóa, con người cũng vậy nữa, cái hơi nó sẽ biến hóa ra cái âm giọng. Cái thân thể này, cho nên tất cả những điều đó nó đều là những cái tương đối, nó cọ sát, nó biến hóa ra. Cho nên nó đều nằm ở trong cái luật gọi là vô thường. Sapa Sankara Nikatika đó, tất cả nó đều là ở trong cái vô thường. Cái gì mà chúng ta thấy đó là cái đó không có thật, vô thường. Mà có thể nói tạm thời, cái biết của chúng ta là thường. Chúng ta thường thì chúng ta mới biết nó vô thường được. Cái biết từ cái sự phán đoán, cái sự phân tách, cái ý thức của chúng ta biết, rồi đến có một cái biết sâu xa, nó còn biết về cái biết, nó biết về cái sự phân tách, nó biết về ý nữa. Cũng như cái ý chúng ta sanh ra, chúng ta thấy nó, chúng ta thấy cái ý, như mấy tôi lần tôi thường nói ý thức đó, thấy cái ý, thì tức là thấy cái ý đó, tức là cái tâm mình thấy,
Nhưng mà tìm lại cái tâm thì không có. Cái tâm mình phải tự cảm, tự biết, tự nó hiện hữu trong cái biết của mình thôi. Chứ mình có thể đưa nó ra bằng bằng cái tính chất hình tướng, hành động hoặc là một cái gì từ tâm sanh, từ tâm diệt nó khởi ra. Nhưng mà chỉ thẳng vào cái tâm thì cái người đó chỉ ngộ mới thấy thôi, biết mới thấy thôi. Chứ còn không thể chỉ tâm được. Còn cái người mà họ ngộ rồi, họ nói tâm thì họ nói cái gì cũng đúng cả. Nhưng mà người nghe thì không hiểu được. Cho nên nói tâm là vật thể, tâm là hư không, tâm là gió bay, tâm là nghĩa là mây nổi gì đó, tất cả. Cho nên cái tướng và vô tướng, tất cả cái đó nó đều là tâm. Nó đều là ở trong một lực nào đó. Nó ở, nghĩa là nó ở giữa cái không và cái vật. Và nó là một cái gì mà không thể nắm bắt được. Nhưng mà người ngộ thì người ta có thể dùng nó được, có thể sống với nó. Còn người chưa giác ngộ thì nó ẩn ở trong đó. Thì nó phải dùng cái tương đối như là cái biết, rồi cái thức, rồi cái ý, rồi trong đó ngũ ấm, cái sắc tình hay là này kia đó. Rồi nó thành ra cái nghiệp. Rồi cái nghiệp đó thì nó dựa vào trong tất cả gọi là cái sự quen thuộc. Cái sự quen thuộc, rồi nó trong cái sự quen thuộc đó nó có cái sự chênh lệch của cái thức phân biệt. Thành nó sanh, nó phân hóa ra đó. Nhưng mà ở trong cái nếu mà mình nhìn ngược xuôi thì mình thấy cái này sanh ra cái này, cái này sanh cái này. Nhưng mà nếu mình nhìn ngược ra thì mình thấy cũng như nếu không có con zero thì không có số một. Và trước cái con zero là con số gì? Thật sự chúng ta chỉ nghĩ thôi, chúng ta nói nó là không thì đã nói không là cái vòng tròn, cái không, cái zero rồi. Còn không đó thì chúng ta không thể đạt định, không thể nói gì cả. Nhưng mà chúng ta trở thành cái không biết. Cho nên cái không biết và cái biết, hai cái đó bằng nhau. Hai cái đó là hai cái bằng nhau. Nhưng mà chỗ nào nó sáng lên thì chỗ đó gọi là biết. Chỗ này nó tối hơn là chỗ đó cái không biết. Cho nên cái vô minh và cái thức của mình đó, vô minh và minh đó, nó bằng nhau. Nhưng mà khi mà phát minh lên thì nó khác nhau. Cái minh á, thì nó không bị cái vô minh, cho nên sau này nó thay đổi cái vô minh. Còn cái vô minh á, thì nó là một cái lượng, nó sinh ra vật chất, nó sinh ra chuyển động, cho nên nó biến thành hành. Nó biến thành cái hành. Hành là cái sự dao động, cái sống. Mà hành nó mới sanh ra cái gọi là thức. Thức mới sanh ra danh sắc. Danh sắc mới sanh ra lục căn. Nghĩa là lần lần nó sanh ra 12 nhân duyên. Cho nên mới thành ra xúc thọ ái thủ hữu, rồi sanh lão tử. Rồi ngược lại thì nó cũng vậy. Cho nên cái đạo lý này thì thật sự chỉ có các vị A-la-hán trở lên thì người ta ngộ, người ta giác và người ta tạo ra cái sự tự tại. Còn Đức Phật thì nó tròn đầy, cho nên Ngài chỉ tất cả, nó một trong tất cả những cái giáo lý của Đức Phật. Còn những cái tôn giáo khác thì họ không biết cái đó. Cho nên gọi là Đức Phật là minh hạnh túc, thế gian giải, có thể giải quyết được, sáng suốt được, mà hiểu biết được. Cho nên gọi là bậc đại trí tuệ, đại từ bi. Rồi.